sau thi lại để làm cái gì, rồi cũng thi lại nữa hả, hoặc là ủa còn gì đâu nữa để coi. Bài đăng là cung lửa mà, nói chung là rất là nhiều những cái hả, nói chung là rất là có tham vọng ngầm á. Là kêu là trời sao anh gán với em, sao anh tặng cái nhẫn này, nhưng mà đang rất là vui. Anh không có anh thì em sẽ chết mất thôi. Không, anh bỏ tất cả vì em, đừng anh ơi, em lại. Xin chào tất cả mọi người, để đến với lại tập 9 Around Bean. Thì đến với series này, mình cùng một khách mời đặc biệt sẽ ngồi xuống tâm sự tỉ tê với nhau về những cái vấn đề around tụi mình, về những cái câu chuyện mà tụi mình có thể share đến cho mọi người, những câu chuyện có thể là chưa từng kể. Và khách mời đặc biệt ngày hôm nay đó là bé Đăng. Xin chào tất cả mọi người, hello Bean. Nói chung là Đăng với Bean thì cũng biết nhau, có follow nhau trên Instagram trước đúng không? Cũng được chắc là được nửa năm. Xong rồi Đăng với Bean lâu lâu cũng có rap story nhau, xong rồi cũng tụi mình cũng có follow qua TikTok nữa đó, xong rồi cũng có nói chuyện được tí xíu. Thì đây là lần đầu tiên mà Đăng gặp Bean ngoài đời. Đúng như vậy, lần đầu tiên gặp bé Đăng ngoài đời luôn. Chứ biết trên mạng thì cũng khoảng được một thời gian rồi. Không, Đăng cũng có coi YouTube của Bean cũng được lâu lắm luôn hả, cái thời mà nói chung là chắc cũng phải 3-4 năm trước. Đó, nói chung là cũng biết nhau trước đó. Mỗi lần mình quay với một khách mời nào mà mình mới gặp lần đầu á, người ta cũng nói là đã xem mình từ trước đó rồi. Xong rồi mình nghe cái mình cũng vui, mình cảm thấy là thế là những cái mà mình làm, mình xây dựng cũng có những bạn thành công ở cái thời điểm bây giờ đã từng xem mình. Trời, Bean nói vậy là Bean quá khen luôn á mọi người, chứ Đăng thấy là Đăng có chưa có cái gì hết trơn á. Nhưng mà cũng rất là vui tại vì hôm nay là Bean mời Đăng đến đây đó. Đăng thấy là nói chung là cảm giác là tại vì Đăng cũng đã có coi demo những cái story của Bean ở trên những cái nền tảng mạng xã hội rồi, Đăng cảm thấy rất là thú vị đó. Nói chung là mỗi khách mời là sẽ có một câu chuyện đúng không? Nên Đăng cũng tò mò, nói chung là cũng chưa biết gì hết. Hiện tại á, mình quay với bé Đăng ngày hôm nay là ở trên social mình mới post tới tập 2 thôi mọi người. Ngày mai thì sẽ có tập 3. Cho nên là chỉ mới một xíu thôi, chưa có đi sâu nhiều. Tò mò quá. Tò mò, cũng có coi mấy cái tập kia của Bean. Ủa nhưng mà tại sao lại là bé Đăng nhỉ? Bean biết cái tên này á, Bean lúc đầu Bean nhìn vào Bean cũng thắc mắc một chút xíu, Bean không biết là không phải là kiểu do ở nhà ba mẹ gọi như vậy là thích được gọi là bé, chứ là bé ý là tại sao không phải là một cái gì đó Đăng mà là bé Đăng. Thật ra là cũng sẽ có nhiều người kiểu nghĩ là do một phần là do Đăng thích, kiểu do là cái tên này thật ra nó cũng đi theo Đăng từ khi mà Đăng học cấp 3 á. Tức là cách đây 7-8 năm trước lận á. Học cấp 3, ủa phải không trời, 7 năm đi, cho 6-7 năm trước gì đó. Tại sao lại tên là bé Đăng? Tại vì thật ra cái đó là một cái câu phản xạ, tại vì tức là mình bắt đầu mình nghe được hai cái từ này đầu tiên khi mà mình học lớp 10 là mọi người đã bắt đầu kêu mình gì rồi, thì hồi đó Đăng rất là kiểu rất là loi choi á, loi choi á kiểu gì á, tức là giọng kiểu mọi người hay nói là trời sao nó không lớn trời, sao nó cứ xà đèn, nó cứ vậy, nó cứ loi choi hoài. Xong rồi Đăng cũng cứ loi choi vậy hoài cấp 3, xong rồi đại học Đăng cũng vậy luôn, mà lên càng học lên cao càng phá càng quậy. Xong rồi cái nói chung là không biết làm sao mọi người cứ gọi kiểu con bé đăng về sau thì cắt ra là bé đăng. Lúc đầu là con bé, xong về sau mọi người kêu là bé đăng. Thì về sau là mọi người kêu thuận miệng nhiều quá, xong rồi cái tên đó đến thầy cô cũng kêu luôn, cũng lậm theo luôn. Thì ví dụ là một ai đó nhỏ hơn mình cũng kêu là anh bé Đăng hoặc là những ai mà kiểu nhỏ hơn cả mình nữa cũng kêu là anh bé Đăng, xong rồi bạn bé Đăng. Ít có ai kêu là Hải Đăng hoặc là bạn Đăng lắm, ít có ai kêu Đăng không lắm. Nói chung Đăng không thì kiểu thậm chí là cả bạn thân của Đăng hiện tại bây giờ cũng kêu là bé Đăng luôn. Cho nên là riết rồi cái khi mọi người gọi quen mình như vậy nhiều á thì cái tên đó nó cũng ăn trong đầu của Đăng luôn. Và nhưng mà ở thời điểm trước thì mình chưa có chơi social nhiều nha, tức là Đăng chỉ mới có hoạt động social mạnh cách đây được hơn 2 năm thôi. Thì trước đó là mình đã được tiệm cận với cái tên đó là được
7 năm rồi, 6-7 năm rồi đó. Thì ngay khi lập kênh là mình lấy cái tên đó luôn. Đó lý do tại sao mà có cái tên bé Đăng. Ừ. Là nói chung là nghe thì cũng nghĩ là kiểu trẻ, khỏe, rồi muốn dễ thương này nọ. Thì Đăng nghĩ cũng một phần, với lại một phần nữa là nhau mọi người cũng kêu nhiều quá nên thôi mình thấy là thôi chắc là cái đó mọi người cũng thích nghe nên thôi Đăng lấy Đăng đặt luôn. Ừ. Thì đó cũng giống như là một cái duyên rồi. Mình nghe quen, mình thấy hay ho rồi thôi thì mình có đặt tên. Đúng rồi, không có nghĩ gì hết trơn ấy. Chính xác, chính xác. Ừ. Vậy thì á, từ cái bé Đăng mà lúc mà còn học cấp 3 như anh vừa nói, lúc mà chưa có những cái thành tựu gì nhiều á, thì cái điều gì khiến bé Đăng lúc đó suy nghĩ là muốn trở nên nhiều người biết tới hơn, mình muốn trở nên kiểu nổi tiếng một tí, và duy trì làm content creator cho tới bây giờ? Thật ra là Đăng là cung lửa, nhưng mà nói chung là mọi người tưởng tượng là nói chung là Đăng thì cũng không rành cung hoàng đạo lắm, nhưng mà theo như những gì Đăng coi được á là cái cung của Đăng là tham vọng rất là nhiều. Kiểu vậy á, cho nên là Đăng cũng cảm giác như vậy nữa. Nói chung là đại học á thì Đăng học trường nói chung là Đăng học cao đẳng văn hóa người là khoa sân khấu, nói chung là Đăng học về diễn xuất, nên là học cái ngành đó rồi thì ít nhất là ý là trong người cũng kiểu cũng thích được đứng trước mọi người, đúng rồi, được thể hiện, được đứng trước mọi người, được làm thế này làm cái kia cho nhiều người xem đó. Thì do nên là mình cũng đã có cái cá tính đó sẵn trong người rồi. Khi cái thời điểm đó của Đăng á, Đăng nghĩ là một phần nữa là cái ngành công nghiệp về sân khấu rồi diễn viên này nọ, thì họ cái ngành công nghiệp đó nó cũng rất là khắt khe, nó đòi hỏi rất là nhiều những cái tiêu chuẩn này nọ nữa, và vô tình thì bản thân mình chưa đáp ứng đủ và cũng không có chạy theo được. Nhưng mà cái năng lượng trong người của mình thì vẫn luôn luôn có, nên là Đăng quyết định là Đăng rẽ thêm qua Đăng làm content creator. Thì thật ra là Đăng vào một cái công ty giải trí, Đăng làm talent của họ, thì họ bắt Đăng phải có kênh social, và cái kênh social đó họ sẽ không có bill mà Đăng phải tự bill cho Đăng. Và để làm được một talent hợp pháp, được ký hợp đồng với công ty, Đăng buộc lòng Đăng phải có kênh social. Lúc đó Đăng mới bắt đầu Đăng vào Đăng bill kênh, là cái đó là cái duyên để làm sao Đăng làm content creator. Thật ra là lúc đầu rẽ hướng thì nó cũng hơi khó khăn á, tại vì là mình đang diễn xuất mà bây giờ bắt mình sáng tạo. Thật ra Đăng cũng không phải là dạng theo kiểu, nếu như mà Đăng làm content, thật ra Đăng cũng nghĩ Đăng sẽ làm theo mấy cái kiểu mà dạng POV đồ á, nhưng mà Đăng không nha. Nếu mà Vin coi kênh của Đăng thì Đăng không có làm POV luôn, Đăng không có diễn nhiều luôn á mọi người. Tức là sau này mình làm về lifestyle nhiều hơn, mình vlog, mình beauty, mình food nhiều hơn, mình travel này nọ. Thì Đăng nghĩ là chắc cái đó là một phần nữa là do Đăng cũng bị ảnh hưởng, một phần là do cái tính thương mại trong người mình á. Mình muốn làm cái gì đó nó kiểu nó dễ thương mại, dễ branding hơn, nên là mình làm cái đó. Cho nên là cái đó là cũng là một cái duyên làm sao mà mình làm content. Và lúc đầu đã khi mà Đăng làm thì cái thời mà Đăng chơi TikTok á là cũng là cái thời cao trào, cái thời mà nền tảng nó bắt đầu nó lên, thì mình cũng là một trong những người mà trong cái đợt đó cũng lên theo cái đợt cao trào của nền tảng, thì kéo dài cho đến bây giờ. Đúng là cái ngành nghệ thuật như mình nói á, nó rất là khắt khe, còn mà nó cũng dễ đào thải nữa. Nếu mà mình bị dậm chân tại chỗ hoài á là mình bị đào thải rất là nhanh. Đúng rồi, cũng phải hả bị deadline dí á, kiểu đúng rồi, tạo mới mình, hình ảnh mới, những cái sản phẩm mới cho khán giả đừng có chán. Đúng rồi, đồng ý. Thật ra là cái ngành của tụi mình nè, cái này nè, cái ngành làm content này nó cũng đào thải nhanh nữa. Nói chung là nó cũng phải creative nhiều hơn. Nhưng mà tuy nhiên á, tại vì á bên Đăng thấy là cái ngành học cũ của Đăng, cái ngành diễn xuất, cái ngành diễn viên á, họ có những cái chuẩn mực. Tại vì bên thật ra mình là làm nhà sáng tạo nội dung thì mình sẽ có thể phá cách, mình có thể mình làm theo cái mindset hoặc là cái cách riêng của mình thì rất là dễ, miễn cái đó nó là hay, miễn cái đó được nhiều người thích. Còn bên kia thì Đăng cảm giác được là họ đặt để chuẩn mực và họ không thay đổi được, có nhiều định kiến, có nhiều chuẩn mực rất là khó vượt rào qua, không có sáng tạo được, có ít sáng tạo được có thể được chấp thuận, nên là cũng rất là khó. Đăng thấy là như vậy á. Tại vì môi trường mà gọi là trường học hay là sư phạm nó thường nó phải có những cái khuôn. Đúng rồi, đồng ý, chính xác. Mà môi trường làm nghề cũng có khuôn nữa. Chúng ta nói thôi nghề chọn mình. Đúng không, cái của Đăng đúng nghĩa là kiểu nghề chọn á, nghề chọn luôn á, chứ lúc đầu Đăng cũng đâu có nghĩ là Đăng học, Đăng tính ra từ năm cấp 3 tới bây giờ là Đăng thấy không có thêm một cái flow gì á. Năm cấp 3 Đăng học Nguyễn Đường Hiền, là top 3 trong tất cả những là trường nằm trong top 3 đầu vào của Hồ Chí Minh của mình. Nhưng mà cái xong đại học Đăng học một cái ngành nó học chốt quốc luôn, chỗ mẹ Đăng lại, mẹ Đăng gầm nữa luôn á. Xong rồi cái cũng giận 2 tuần đầu, xong cuối cùng ra làm nghề làm không được bao nhiêu, sử dụng được cái bằng từ cái trường của mình không bao nhiêu, lại rẽ hướng là Đăng có hai cái mối gãy đó, là coi như là nói chung thời điểm đó cũng chốt gồ nhiều thứ lắm, cũng nhưng mà cũng chuẩn biết nghề chọn mình. Ủa vậy tới nó Đăng người Sài Gòn hả? Đăng ở Sài Gòn, Đăng là người gốc Sài Gòn á. Bin nghe giọng Đăng nghĩ Đăng người tỉnh hay sao? Không, tại vì
Bin không có biết quá nhiều về Đăng cho nên là không biết là Đăng là người Sài Gòn hay là ở một cái nơi khác chuyển qua Sài Gòn. Cho nên là cho tới khi nghe Hồng Nguyễn Thượng Hiền, tại hồi đó Bin cũng học một cô gia sư kèm riêng cho Bin là dạy Nguyễn Thượng Hiền một anh văn, cô đó tên là Nhiên. Rồi không biết cô Nhiên. Nhưng mà nhiều lắm, nhiều cô đó đi nước ngoài định cư rồi. Nhiều cô lắm, Nguyễn Thượng Hiền thì nhiều thầy cô lắm. Đúng rồi, hồi đó là cô đó dạy kèm môn tiếng Anh cho Bin gia sư. Đúng rồi, nói chung là Nguyễn Thượng Hiền thì trời ai cũng thầy cô nào cũng giỏi, cũng dễ thương hết trơn. Đó, bởi thấy là phải chọn thầy cô ở mấy cái trường chuyên vậy để kèm cho mình đó để mình khá nhanh á. Công nhận. Thấy Đăng năm nay là không phải năm nay nhầm, năm vừa rồi. Tại vì vừa qua năm mới cho nên vẫn bị lụy năm cũ. Thì thấy Đăng có đi thi KOC Việt Nam lần thứ 2. Thì điều gì khiến bé Đăng quyết định đi thi lần thứ 2? Tại vì tất nhiên là khi mình đi thi lại thì cái mục đích chính của mình là sẽ giành được cái chiến thắng cao nhất với là cái sự cố gắng, cái nỗ lực của mình. Nhưng mà ngoài cái đó, Đăng còn có lý do nào khác mà khiến Đăng phải đi thi lại không? Tại vì qua một năm thì Đăng thấy là Đăng lớn hơn rất là nhiều và Đăng cũng có nhiều cái mối quan tâm và có nhiều cái nguyện vọng từ bản thân và có nhiều cái mục tiêu á, và mình cũng cảm giác được là mình cũng được level up ở nhiều mặt nữa, nên là Đăng thấy là cái con người của Đăng cái năm nay Đăng thi và con người của năm ngoái Đăng thi thì nó không có giống nhau, nên Đăng nghĩ là nếu mà năm nay Đăng mang cái con người này mới này Đăng đi thi thì nó sẽ là như một thí sinh mới hoàn toàn luôn. Đó, với lại một phần nữa là cái cuộc thi này nó đã rơi vào đúng ngay cái lúc mà Đăng đang đầu tư vào cái điểm Đăng muốn. Tức là vì cuộc thi này nó xoay xung quanh về việc mà kiểu, tại vì gần đây nếu mọi người coi follow của Đăng hoặc là mọi người xem Đăng, mọi người sẽ biết Đăng livestream rất là nhiều. Thì cái cuộc thi này nó cũng xoay xung quanh cái việc là sản xuất nội dung cho nhãn hàng và livestream, thì cũng nó cũng rất sát với những gì mình đang làm, nên là Đăng nghĩ là Đăng tham gia cái này lại năm nay thì nếu như mà bước ra khỏi cuộc thi thì nó sẽ hỗ thuận rất tốt cho công việc của mình. Với lại là mình cũng có nhiều lửa hơn rồi, mình cũng đã có nhiều năng lượng và mình đã sạc đầy pin cho năm nay nhiều cái kỹ năng hơn rồi, nên là Đăng muốn đi thi để như vậy. Để Đăng xem coi là mình sẽ là mình chạy được tới đâu. Hồi nãy mới Đăng nói cái cụm từ livestream á, thì thấy là mới Đăng share là livestream suốt gần 10 tiếng liền luôn, đúng không? Có một buổi Đăng live 14 tiếng á. 14 tiếng. Rồi xong rồi hả, mệt mỏi cho đến lúc kết thúc rồi gục xuống khóc luôn. Thì khi mà bé Đăng đi thi lại lần hai á, thì bé Đăng có sợ định kiến không? Tức có nghĩa là khán giả nhìn vào mình là một thí sinh cũ trở lại. Tại vì khi những cái cuộc thi á, không phải là không có mà rất là hiếm những cái thí sinh đã từng thi rồi mà trở lại để thi tiếp lần hai, thì thường mọi người sẽ không có định kiến là mình là gương mặt cũ thì mình không có những cái gì mới mẻ, không có những gì đặc sắc để khiến cho họ phải mong chờ. Bé Đăng có sợ cái đó không? Có, cái đó là nó là cái yếu tố hình thành trong đầu Đăng ngay đầu tiên khi mà Đăng đặt đơn Đăng nộp online luôn á. Tức là chắc chắn là khi mà và có cái chuyện đó xảy ra thật, tức là khi mà cái teasing đầu tiên của chương trình được chiếu lên á, thì có rất là nhiều người vô kiểu ủa sao thi lại để làm cái gì, rồi cũng thi lại nữa hả, hoặc là ủa còn gì đâu nữa để coi. Đúng, đấy là những cái đó, nó đã tất cả mọi thứ nó đều nằm trong dự trù của Đăng và nó đã xảy ra thật. Và mình thật ra cái đó đối với Đăng á, ngay từ đầu á Đăng đã thấy cái đó nó là con dao hai lưỡi rồi. Tức là mình sẽ được chú ý nhiều hơn, nhưng mình cũng sẽ bị soi mói nhiều hơn, mình cũng sẽ bị kỳ vọng nhiều hơn. Vì người ta nghĩ là mình đã thi sinh mùa 1 rồi mà bây giờ thi còn không lại mấy người kia nữa là quá dở, đúng không? Đăng nghĩ là như vậy. Xong rồi thật ra là cái đó Đăng thấy là cũng rất là bình thường, tại vì Đăng đã án trước hết những cái đó rồi, nên là Đăng vừa kỳ vọng nhưng mà Đăng cũng có vừa stress rất là nhiều luôn. Và công nhận là cái công tác lúc mà chuẩn bị lúc mà Đăng đi thi á, trời nó cũng vất vả. Nói chung là thi xong rồi thì cũng chúc mừng mấy Đăng cũng hoàn thành được thêm một cái hành trình mới. Tại vì khi mà mình xong một cái gì đó thì mình nhìn lại, look back lại, mình cũng có những cái bài học, những cái kinh nghiệm, thêm nhiều những cái trải nghiệm để nó giúp cho cái nghề của mình làm mới hơn. Thì bé Đăng hoạt động social cho tới đây là gần được 2 năm. Gần 3 năm. Gần 3 năm. Gần 3 năm. Tính luôn từ 3 năm, gần 3 năm. Gần 3 năm. Thì Bin thấy nha, là một lượng follower nhất định là bé Đăng cũng có những cái bạn không biết gọi là fan không đó, nhưng mà thôi mình cứ gọi thân quen, thân thuộc là những bạn fan của mình đi, cũng yêu quý mình. Rồi xung quanh bé Đăng là cũng có bạn bè, một cái hội bạn bè mà cùng cái tần số, rồi cũng
có người yêu cùng cái năng lượng với mình. Rồi bé Đăng cũng có công việc hiện tại. Thì đối với những cái đó mà bé Đăng nhìn á, những cái mà mình đang có hiện tại á, mình đã hài lòng chưa? Thế là bé Đăng hay là còn muốn phải mình phải như thế này như thế kia, mình phải trở thành một cái hình mẫu lớn mạnh hơn nữa? Thật ra là nếu mà về đời sống tinh thần của Đăng thì Đăng nghĩ là đã đủ hài lòng rồi. Tức là Đăng cũng không biết là bây giờ mình cũng đủ lớn để mình hiểu rằng á, tất cả mọi thứ nó sẽ không bao giờ là vĩnh cửu, và tất cả mọi người ngoại trừ bản thân mình, kể cả những người thân máu mủ nó ruột thịt của mình á, thì họ cũng sẽ đến với mình vào một thời điểm và họ cũng sẽ đi, chứ huống hồ chỉ là đừng nói là người ngoài. Nên là Đăng hiểu cái lý thuyết nó là như vậy, cái cách vận hành của mọi thứ nó là như vậy. Nên là về cái tinh thần, Đăng đã hài lòng ở trong khoảng thời gian này. Đăng sẽ dùng từ thật chính xác luôn là trong khoảng thời gian này. Tương lai như thế nào thì Đăng chưa biết, nhưng ở thời điểm hiện tại là Đăng đang cảm thấy vừa đủ và hài lòng. Còn thật ra đối với Đăng á, là về tình cảm thì Đăng hài lòng, về những cái mối quan hệ bạn bè thì Đăng cũng hài lòng. Nhưng mà về mặt kiểu sự nghiệp hoặc công việc á, thì như Đăng có share với Bi lúc đầu thì Đăng là cung lửa, mà nói chung là rất là nhiều những cái hả, nói chung là rất là có tham vọng ngầm á. Ê, tham vọng ở đây là cũng không phải là tham tiền hay gì đâu, nhưng mà tức là mình muốn thử và mình muốn làm nhiều thứ trong, có thể là vượt khả năng hoặc là trong khả năng của mình, và những lúc mà mình có cơ hội hoặc luôn những lúc mình có sức thì mình đều muốn làm. Đó, thì nói chung là những cái đó thì Đăng luôn cảm thấy là chưa đủ, và mình cứ tự đốc thúc bản thân mình là phải làm nhiều, thử nhiều. Đăng là kiểu như vậy á. Nhân mã thì là con ngựa cho nên rất là thích bay nhảy nha. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Ồ, Đăng có coi cái bản đồ sao của mình không? Đăng, trời ơi, đi thi KLC ở chung phòng với cái bà kia bà biết coi bản đồ sao. Hai má tối đó là mở đặt kẹo muối về coi. Thì á, tức là Đăng không có nhớ cái cung, tại vì đấy là bản đồ sao, thì Đăng nghĩ là bạn nào mà coi bản đồ sao sẽ biết là coi có thể là mất cả ngày. Bạn bè chị lưới của Đăng không biết coi bản đồ sao, coi có thể mất cả ngày luôn, tại vì nó sẽ có rất là nhiều kiểu chụp giờ rồi khung này nọ, cái này hướng này, rất là nhiều. Thì bạn nó chỉ coi được cho Đăng tầm khoảng có nửa tiếng thôi, thì nói chung là đại khái là những cái khung giờ của Đăng, nếu mà Đăng dùng từ xa thì cho Đăng xin lỗi mọi người, Đăng cũng không hiểu lắm. Nhưng mà đại khái là những cái khung giờ của Đăng thì thường nó sẽ rơi vào những cái nhóm mà nó có nhiều đặc tính về năng lượng nè, rồi rất là kiểu như là cảm thấy là tham vọng và luôn muốn tiến lên á, kiểu như vậy á, nó rơi vào rất là nhiều những cái cung kiểu như vậy. Nên Đăng không biết mô tả như thế nào. Nhưng mà Đăng biết mặt trăng của mình không? Tại vì nó sẽ có cung mặt trời của mặt trăng á. Đăng biết cung mộc à? À, cung mặt trăng của Đăng là sử nữ. À, sử mặt, nữ. Mặt trời là cái cung thiệt của mình đúng không? Đúng, mặt trời đúng. Là nhân mã, mặt trăng là sử nữ. Cung mộc là gì trời? Cung mộc hình như là bò cạp. Hình như là bò cạp, theo Đăng nhớ là vậy á. Trăng là sử nữ vậy á, tôi nói hả? Ai mà lạ mà Đăng cảm giác không an toàn á, trời ơi, đứng bán kính 500m là tao bắt đầu tôi chích chinh. Tao bắt đầu, đó là không, cũng không hẳn là ghét hay gì, nhưng mà Đăng rất là đánh giá trong phạm vi gần là bắt đầu cái đứa này ghét quá, bắt đầu là nhìn từ trên xuống dưới, bắt đầu Đăng sẽ không tiếp cận liền nha. Nếu người đó cảm thấy là năng lượng người đó không hợp hoặc không an toàn là Đăng sẽ đứng xa tí xíu, xong Đăng đủ đánh giá rồi thì Đăng sẽ bắt đầu Đăng tiếp cận. Thì đó, mấy con sư nữ là như vậy đó mọi người ơi. Phán xét chết chuyên ngầm, kỹ tính, soi xét, khép nép đó. Cung mộc thường là cái người ta nhìn vào đúng không? Đúng rồi, công nhận. Người ta nhìn vô bên người ta cũng nói cũng bay nhảy, cũng công nhận, tham vọng nhiều cái, cũng ham công tiếc việc, cũng vậy á. Còn mặt trăng mặt trời bên đời là bảo bình hết. Bảo bình thì thường nó là cái kiểu nó sao ta, tích kiệm, nó bị điên, nó bút đì á, nó người ta sẽ không biết là nó sẽ làm cái gì tiếp theo, và người ta cũng không biết là nó đang nghĩ gì. Nhưng mà công nhận là nhìn bin thì thấy bay nhảy thiệt, nhìn bin thì cũng nghĩ là kiểu nhân mã hoặc là mấy cái cung kiểu quậy. Cung, nói chung là nhìn bin này đang nghĩ bin sẽ rơi vào hệ nhà lửa. Cung hệ nhà lửa đồ đó. Cái đó là cái mộc của bin. Còn cái Venus là cung tình yêu thì Marcus nó sẽ có một cái cung Venus là nó kiểu là thể hiện cái cách yêu của mình á. Bin nghe nói như vậy hay nha, cũng đang không có biết chính xác 100% hay không, nhưng mà cái người mà xem cho mình á, người ta nói là Venus của em là Marcus. Thì Marcus thì em yêu sẽ kiểu theo cái kiểu Marcus, nó hơi hướng giống một Marcus chứ không phải yêu theo kiểu bảo bình.
chết rồi, bây giờ kêu yêu mà kết yêu sao nhỏ này cũng không biết luôn. Trời, nói chung là ấy là Đăng rất là thích kiểu mấy cái mà cung hoàng đạo này, nhưng mà Đăng không thật sự có đủ thời gian và cũng không có quá nhiều cái kiến thức để biết được tất cả đó, nhưng mà mình nghe nó thì mình sẽ nhớ đó, thì Đăng chỉ nhớ là những cái thông tin của Đăng vậy. Tại thường nghe người ta bàn về mấy cái tâm linh cũng thấy thích lắm. Thích mà đúng rồi, công nhận. Nhưng mà đúng nha, tức là thấy cảm thấy coi bảy năm sau là một cái coi rất là đúng, cái đó là kiểu như nó gần như là khoa học luôn á. Chứ không phải là tại vì mình biết được múi giờ ngày sinh này nọ của mình coi được chính xác luôn. Đăng thấy là coi nửa tiếng Đăng coi với lại bạn của Đăng là đúng hết luôn, không có gì xa hết trơn á. Nó coi được đến cái gia đình của mình như thế nào luôn á, trời, thấy là cũng thấy thú dữ luôn á. Tại vì cái bảng đôi sao với lại cái thần số học á là hai cái bên đúng tinh. Thần số học bên số mấy? Số chủ đạo là số 9. Số 9 của Đăng là số Đăng nhớ số của Đăng là số giống chay xì dách là số 6. Số 6 sẽ là cái số mà học nhiều xong nhận phải học đã, kiểu vô trụ rồi tao cho mày học nha, mày học chưa đủ mày học tiếp. Mày học đến khi nào mày có bài học thì ok tao sẽ không cho mày học lại, nhưng mà phải học. Số 6 nói chung là được một cái gì đó và học. Và Đăng nhớ là số 6 là cái số mà sống cần năng lượng của người khác. Tức là ở đây là không phải là kiểu như dựa hơi hoặc là không, nếu như Đăng nói sai thì Đăng không nhớ nha. Chào mọi người, cái cảnh này là không nhớ, có thể là cô ta sai nhưng mà gọi là cô ta những gì cô ta nhớ nha. Là theo Đăng nhớ là sống cần năng lượng, tức là ở đây là tức là không phải dựa hơi hoặc là ăn bám. Tức là ở đây là ví dụ là Bin sẽ thấy là Đăng có nhiều bạn bè và Đăng thường xuyên meet up với bạn bè Đăng rất là nhiều, và bạn bè Đăng tái tạo năng lượng cho Đăng. Đăng lấy năng lượng từ bạn bè để Đăng nạp năng lượng lại. Có thể có những người á họ ở một mình để họ tự sạc năng lượng, hoặc là họ đi du lịch, hoặc là họ thế này thế kia thế nọ, họ chăm sóc bản thân. Còn Đăng thì một chung cái mà nạp năng lượng Đăng cũng nhanh đó chính là Đăng gặp bạn bè á. Đăng nói gì thì mình hiểu. Hiểu cái ý của Đăng muốn nói này đó, tức không phải là mình dựa hơn như thế nào, tức là Đăng có bạn bè trong cuộc sống của mình. Nó không phải là ăn bám hay là dựa hơi hay đúng là rồi đúng rồi phụ thuộc như Đăng nói, nhưng mà nó là cái điều kiện cần và cái điều kiện đủ. Mình cần có bạn bè thì mình sẽ đủ hết những cái năng lượng cho mình đó. Chính xác nó không phải là tiên quyết nhưng mà mình cần cái đó. Còn cái số 9 của Bin thì người ta nói cái Bin có thấy cũng đúng là Bin phù hợp với những công việc mà nó thiên hướng giải trí nghệ thuật này nọ hơn sáng tạo đồ. Và người ta nói là những người số 9 thì thường không có phù hợp với những cái công việc mà tính toán những con số, mà thấy đúng thiệt. Rất ghét học toán. Hồi xưa đi học thích học nhất là anh văn. Thế thứ hai chắc là môn văn á, là thích nói. Viết mấy cái đó thì chữ trong đầu nó nhảy ra được. Chứ đụng như mấy con số mấy cái công thức á bị chậm. Hiểu cho nên thấy người ta nói cũng đúng. Đúng ha đang thấy cái thần số học với lại cái bảy đồ sao là thấy đúng. Hồi nãy nói về thần số học nhầm, hồi nãy nói về bảng đồ sao á, có nói về cái cung Venus là cung tình yêu. Thì mình chuyển sang cái topic tình yêu đi. Cuộc đời của Đăng gần đây có một cái hashtag là cầu hôn đúng không? Thôi Bin cứ nói tiếp đi rồi Đăng sẽ giải thích cho Bin Đăng biết là Bin muốn nói cái gì rồi. Đăng hòm hòm được cái đó rồi. Thì nghe hai cái chữ đó là biết nhắc tới cái clip nào Hiểu. Tại vì lúc mà Bin xem cái clip đó, rồi bây giờ theo góc nhìn của Bin á là bé Đăng được cầu hôn. Thì nhưng mà Bin thấy bé Đăng trong cái clip bị đơ. Là tất cả mọi người, con nhỏ trai đó nó nhảy như một con trai với con hoàng mập là như một con điên luôn nha. Nó hai má tụi nó là muốn giống như là mấy má có comment là gì, thích cái cách mà mấy má kia lớn mẹ nó nữ chính luôn. Đó, nhưng mà mình thấy Đăng rất là đơ và kiểu ủa đây là đâu, mình là ai. Nhưng mà hả, không biết trong lòng của mấy Đăng lúc đó thật sự nghĩ cái gì, không biết là có rộn ràng như là những cái nhỏ bạn xung quanh mình không. Mà thấy mấy Đăng rất là đứng đơ đi như vậy nè. Thì Đăng muốn hỏi cái feeling của mấy Đăng lúc đó. Thật ra là cái khoảnh khắc đó, thật ra Đăng nghĩ nha, đa phần á mọi người sẽ kiểu mà lý do Đăng hơi kiểu Đăng bị pause lại lúc đó luôn là tại vì kiểu như là Đăng biết Việt Long rồi sẽ tặng nhẫn cho Đăng, nhưng Đăng không nghĩ nó rơi vào ngày đó. Và Đăng không nghĩ là Long lại chọn lúc đó để Long tặng nhẫn. Vì thật ra là lúc đó Đăng nhớ là lúc đó là đang mọi người đang chuẩn bị ngồi ăn với nhau. Thì lúc đó là sau đó tụi mình có đi karaoke, thì Đăng có đặt phòng. Thì lúc đó Đăng hơi gặp một xíu vấn đề trong cái khâu đặt phòng. Nên lúc đó trong cái đầu của Đăng đang chạy là làm sao tao có phòng để tao đi karaoke đây. Đang kiểu bị chạy cái vấn đề đó. Tại vì Đăng là chủ sĩ mà mình phải thầu những cái đó. Cho nên là mình đang chưa giải quyết vấn đề. Đăng là cái kiểu người mà khi Đăng chưa giải quyết vấn đề đó, Đăng sẽ bị tắc ở đó. Đăng là người chấp niệm nhiều. Khi chưa giải quyết được, Đăng sẽ bị vướng ở đó. Đăng sẽ phải tìm cách, Đăng phải cứ nếu mà không làm được thì phải nghỉ.
Thì bắt đầu cái đầu đăng nó đen, chỉ có cái đó thôi. Thì bất ngờ mọi người dàn ra, lòng bay vô, lòng bụp nhẫn ra. Thì đăng rất vui khi có cái nhẫn, nhưng cái nhẫn đến không đúng lúc đối với đăng ấy. Là không đúng lúc là vì không phải là đăng không thích Long mở cái nhẫn đó lúc đó, nhưng mà tại vì lúc đó trong đầu của mình đang có một cái khác. Là lúc đó kêu lúc đó là trời ơi, bây giờ tao tìm cái phòng karaoke ở đâu, mà tự nhiên bây giờ thấy cái nhẫn trước mặt là đăng. Lúc đó đăng cũng rất là vui, là đăng kiểu lòng đăng nó bắt đầu đen karaoke, xong bắt đầu nó cũng chuyển từ bắt đầu đăng cũng kiểu rất là vui. Nhưng mà đăng sao ta, đăng vui nhưng mà rồi đăng ngại nhiều hơn. Đăng thì đăng cũng hay dẫn Long đi chơi với bạn của đăng nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà kiểu mình và người yêu show những cái mà cái mặt đời tư tình cảm, những cái góc nhìn tình cảm cho mọi người á, cho nên đăng cũng hơi ngại. Và đăng thú thật luôn á, thật ra là đăng phải dùng từ sao ta, đăng nghĩ đăng là một người ngọt ngào nhưng đăng không lãng mạn. Ngọt ngào và lãng mạn là hai cái khác nhau nha. Đăng là một người rất ngọt ngào nhưng đăng không lãng mạn. Đăng ngọt ngào tức là đăng nghĩ là cái ngọt á nó chạy trong máu đăng, nhưng mà đăng không có một chút romantic nào luôn. Không biết tại sao nha, cái đó nó rất khác nhau. Nhưng mọi người đang nghĩ là những bạn nào mà kiểu trải đời nhiều hoặc là đủ lớn, mọi người sẽ thấm được cái đó của đăng. Mọi người sẽ cảm nhận được không lãng mạn nè, chấp niệm chuyện karaoke nè, vui nhưng ngại nè. Vì ba cái đó cho nên đã kìm đăng lại và làm đăng bị đơ ra. Bây giờ thì mới biết tại sao, đúng không? Đúng rồi. Chứ họ đang nó rất vui. Tối hôm đó sau khi karaoke xong, đăng có gọi cho Long, đăng la làng luôn mà. Đăng kêu là trời ơi sao anh ghét quá em, sao anh tắng cái nhẫn rồi. Nhưng mà đăng rất là vui. Mà cái đó thì thật ra không phải cầu hôn đâu, cái đó thật ra là cũng là một cái nhẫn để gọi là những đôi thôi, đánh dấu chủ quyền á, kiểu vậy thôi đó. Xong rồi đi đâu thì cũng mang, nhưng mà thật ra cái nhẫn đó thì đăng hay lòng cái chuyện đăng đeo hơn. Nhưng mà tại vì hôm nay đi chụp á nên đăng sợ nó rớt ra, tại vì thay đồ này nọ đăng có để ở nhà, chứ cái dây mạch của đăng nó nhỏ xíu mà, tại vì tháo ra tháo vô nó dễ rớt lắm. Thường là đăng sợ dây chuyền đăng đeo, tại đó giờ thường thấy người ta kiểu quỳ xuống mà trao nhẫn cho nhau thì mình mặc định cái đó là cầu hôn thôi, cho nên là mình xem cái đó là cầu hôn. Đúng rồi. Cho nên mới hiểu là bé đăng ngại là do bé đăng kiểu hiếm khi lãng mạn, ngọt ngào nhưng mà hiếm khi lãng mạn. Chứ không phải là ngại là kiểu do mình show cái chuyện hai đứa yêu nhau lên mạng cho mọi người biết, đúng không? Đúng, thấy đúng. Cũng quăng cơm chó quá trời mà kêu ngại. Đúng, không, ngại vậy mới hay. Tức là như vậy nè, tức là vì á đăng biết là đăng show những cái này lên trên mạng, tức là những bạn follower hoặc những bạn chưa biết đăng ở ngoài đời coi được, vì mình đang không tiếp xúc với những bạn, ít khi tiếp xúc những người đó ngoài đời, mình rất bình thường. Nhưng vì bạn bè là ở cự ly gần hơn nha. Thật ra là nếu như mà pin sau này, nếu mà pin pin có, nói chung là nếu như mọi người có nói chuyện với họ hoặc là bạn đăng á, thì đăng thật ra đăng cũng rất ít khi mà đăng show cơm chó ở ngoài đời với bạn. Hoặc là thậm chí là cũng rất là ít khi mà lãng mạn ở ngoài nếu như có bạn ở đó, tại vì đăng cũng hơi ngại. Thì còn trên mạng thì kiểu giống như là mình, tức là thật ra là trên mạng á, thật ra mấy cái đó thì nó sao ta, đợt đó đăng nhớ là thật ra những cái content của đăng với Long ở trên mạng á ngọt ngào á, là tại vì theo cái hướng content bên kênh của Long. Long thật sự, Long là một người lãng mạn và rất ngọt ngào. Nhưng Đăng thì không, Đăng không có lãng mạn. Thường cái content của Đăng quay với Long thì thường là content kiểu vui á. Và cái đó thì không có diễn đâu, cái đó là tính cách thật ở ngoài đời luôn á. Là ở ngoài đời Đăng cũng bắt nạt Long y chang vậy luôn. Còn Long ở ngoài đời là Long là lãng mạn thiệt. Nên là thường là nếu như những cái content đó mà Bin hoặc mọi người xem là nó kiểu nó cơm chó, nó lãng mạn á, thường nó sẽ là kênh của Long, là Long sẽ thiên hướng về muốn lãng mạn nhiều với người yêu hơn. Long là trời rất là lãng mạn luôn á. Mọi người rất là kiểu lãng mạn, kiểu bé Đăng là nóc nhà. Chắc là như vậy, đúng rồi. Nói chung là với lại Đăng là Đăng gọi là sao, yêu lý trí lắm. Rất là yêu lý trí luôn. Tức là đối với Đăng nha, tình yêu á nó cũng quan trọng nhưng mà nó sẽ không phải là sống chết. Tại vì cái thứ sống chết với mình là cái gì, là cái là bản thân mình nè. Bản thân mình là duy nhất là sống chết với mình nè. Có thể ví dụ như là gia đình hoặc ba mẹ của mình là sống chết với mình nè. Còn tình yêu mình rất vui và mình rất hạnh phúc nếu có, nhưng nếu không thì không vấn đề gì cả. Nếu có thì rất vui, nhưng cái đó nó sẽ không phải là cái thứ, tức là đang không muốn quen ai mà đang bị buồn, đang không muốn quen ai mà đang bị nặng nề, đang bị suy nghĩ nhiều. Đang muốn có một tình yêu kiểu nhẹ nhàng, vui vẻ, mình hưởng thụ được cái tình yêu đó là rất tốt. Tình yêu lành mạnh đó đang gì, chứ không có câu nệ và trời không có em, anh không có anh thì em sẽ chết mất thôi. Không, không muốn như vậy. Đó, Đăng rất là yêu lý trí. Đối với Đăng nha, gia đình, bạn bè, công việc, học tập luôn được xếp lên trên.
tiếp tới sau khi mình, và bản thân năm yếu tố đó sẽ không cần giải thích, không cần lý do và luôn được đặt lên trên sau khi mà ví dụ như là học hành đã xong, công việc ổn thỏa, gia đình hoàn thành rồi, bản thân mình chăm chút đầy đủ, hoặc là bản thân mình cảm thấy ổn áp rồi sau khi mọi thứ đã ready rồi bắt đầu tới tình yêu. Thì Đăng nghĩ là cái đó mình cũng tôn trọng đối phương á. Đúng không? Đăng nghĩ là thật ra là cái cách yêu của Đăng với Long cũng khác nhau á. Đăng là kiểu Long là yêu kiểu dạng yêu, yêu bằng cả trái tim, yêu bằng tất cả những cái sự lãng mạn luôn á. Nhưng Đăng thì Đăng nghĩ là Đăng sẽ dùng cái lý trí để Đăng cân lại, để Đăng bẻ cái trục lại, để ví dụ như là những cái mà nó cảm giác là nó hơi vượt chớn quá, tức là mình vẫn đặt trái tim mình vào chứ, nhưng mà mình sẽ có lý trí nhiều hơn, mình sẽ bẻ cái trục lại để không bị cảm tính. Tại vì một cái, thật ra một cái tình yêu mà nó cảm tính quá thì nó cứ, tức là bây giờ thì sẽ thực tế, nếu mà quen nhau yêu nhau á thì sẽ phải cùng nhau level up, cùng nhau cố gắng, cùng nhau đi lên. Đó là một tình yêu lành mạnh. Theo Đăng là Đăng thích một tình yêu lành mạnh, chứ sẽ không phải là một túp lều tranh hai trái tim vàng đâu. Đăng nghĩ là như vậy, một mối quan hệ khỏe mạnh, lành mạnh và tốt phải là cùng build up nhau lên được và cùng đồng hành với nhau, chứ không phải là cứ yêu nhau từ ngày này qua ngày kia. Mình sẽ còn phải những công chuyện khác để mình làm nữa, mình còn phải có những mối quan hệ, mình có cuộc sống của mình nữa đó. Cái này là bé đang y chang Bi luôn á. Đúng, chính xác, phải như vậy thôi, phải như vậy thôi. Mà Bi không biết đó có phải là cái lý do mà khiến Bi không có quen được, tính bằng năm, chuyện tình yêu của Bi nó chưa có mối tình nào mà tính bằng năm luôn á. Tức có nghĩa là Bi rất là lý trí. Tại vì hồi trước Bin cũng đã từng cảm xúc hoàn toàn rồi. Cảm thấy là mình cảm thấy mình không vì mình á. Cái xong rồi mình mới gọi là sao ta, cái từ là giác ngộ quá ta. Cái xong mình mới lý trí hoàn toàn, xong rồi mình yêu ai đó. Bin không muốn người ta bước vào cuộc đời của mình quá nhiều. Hiểu. Đồng ý rồi, cảm nhận được. Đó, cái đó nghĩa là họ bước vào cuộc đời mình quá nhiều, họ biết mọi thứ về mình quá nhiều, thì Bin không thích điều đó. Đồng ý với Bin, Từ thì Bin, cái đó đôi lúc nó sẽ là một cái rào cản đối với cái đối phương và Bin. Đang hiểu. Thì đó, thì Bin cũng thực tế, Bin cũng lý trí lắm, tại vì có những cái bạn, thí dụ có những cái bạn tiếp cận với Bin, nói chuyện thì nó cũng ok, cũng vui đó. Nhưng mà mình phải nhìn rộng, nhìn xa hơn, cái chemistry của mình, cái năng lượng của mình, cái nhu cầu sống của mình á. Thí dụ của mình ở đây đi, mà cái bạn đó kiểu như thí dụ mà đợi xem mình đó thì ok, nhưng mà bạn đó cái nhu cầu sống của bạn đó, cái nhu cầu chi tiêu hay là những cái nhu cầu hiểu luôn đó, hiểu, đồng ý, đồng ý, hiểu mình, đúng, thì mình không thể nào mà mình đồng hành được lâu dài. Đúng rồi, thì cái đó là mỗi người có một cái battery đó mọi người, có đó. Đúng rồi đó, nói chung là tất cả mọi cái Bin nói là Bin hồi đó là người tình cảm nhiều y chang Đăng luôn. Tức là không phải ai đẻ ra cũng lý trí đâu. Tất cả là đều kiểu phải, đó, phải học xong, học đủ thì mới bắt đầu là cái gì claim được, nhận bài học. Tôi nhận được rồi vũ trụ ơi, không học nữa, tao thực hành đây. Thực hành tới bây giờ luôn. Đúng rồi đó. Và Đăng cảm giác là không, theo Đăng nha, thật ra không phải là cứ yêu dồn dập rồi cứ anh yêu em, yêu anh, hôn em một cái đi anh ơi, ôm này nọ thì mới là yêu đâu mọi người. Thật ra là một tình yêu lành mạnh á, có nhiều cách yêu nha. Ví dụ bạn bè cũng là một thể thức của tình yêu á, đúng không? Mẹ và con, gia đình, hoặc là Đăng với Bin ngồi đây cũng là một dạng kiểu một cái thể thức gì đó của dạng tình yêu. Tức là chỉ cần có một chút mối quan hệ tình cảm thì nó cũng là tình yêu. Vậy thì tình yêu nó cũng sẽ tồn tại ở nhiều dạng thể thức như vậy. Vậy thì cái cách yêu của mình cũng có nhiều cách yêu mà. Đúng rồi, thì Đăng nghĩ là cái cách yêu lý trí hiện tại của Đăng á sẽ giúp cho bản thân mỗi người được phát triển toàn diện. Mình không có, tức là mình vẫn, à em rất yêu anh nhưng mà em cũng sẽ phải tốt mình lên và em cũng sẽ giúp anh có điều đó, kiểu như vậy. Đó là cái cách mà Đăng yêu, tức là à ok, chúng ta yêu nhau và chúng ta cùng nhau tốt lên nhé, chúng ta cùng nhau lành mạnh nhé. Đó là cái mà Đăng muốn, chứ thiếu anh em đừng bỏ em. Không muốn. Bin rất là ghét sến luôn á. Không, đúng, Đăng không, đừng, có thể anh nhớ em, ok rồi em cũng nhớ anh nữa, rồi anh xong việc chưa, anh xong việc rồi ok mình gặp nhau, còn anh nhớ em quá anh bỏ việc đây, anh bỏ học anh qua gặp em. Đừng anh ơi, anh đừng có làm như vậy, anh bỏ cha bỏ mẹ qua gặp em. Không anh ơi, đừng có làm như vậy, anh bỏ nhà anh qua anh sống với em. Đừng anh ơi, đừng có làm như vậy luôn đó. Đó, nói chung là hãy tôn trọng bản thân mình nữa. Hồi trước Bin có nói chuyện với một bạn á, Bin thức khuya, Bin chạy deadline, bạn đó đòi thức cùng Bin, mặc dù mai bạn đó phải thức dậy để đi làm sớm hay đi học sớm cái gì đó. Bin kêu bạn đó là đi ngủ đi, nhưng mà bạn nó không chịu, kiểu như là thức được cứ cái tao không làm gì nó làm. Bin vậy luôn á, thì giờ muốn thức thì cho thức đi, chứ không phải là trời cảm động quá. Không phải nha, hiểu.
cái mà nó dậy trễ, cái nó nhắn cho mình là nó dậy trễ vậy đó, cái mình kêu hả đó mà nói mà có nghe đâu mà hiểu rồi, đang hiểu rồi, cái xong rồi sẽ nói là anh vì em mà sao em không hiểu điều đó. Đang hiểu cái kiểu là nó sẽ anh ơi mong, nó sẽ mong chờ mình trả lời là hả trời thấy thương quá, tại vì thức chung với mình mà vậy, nói không nghe tông qua tao kêu đi ngủ đi mà lì như trâu vậy á, chửi thẳng luôn vậy đó. Đó là mình người thực tế, mình đừng có bị như vậy. Đúng đúng, đừng có như vậy. Mình không thích như vậy. Sống bao nhiêu năm cha mẹ nuôi nấng cực khổ, bệnh một cái mẹ rất là lo, tại sao bây giờ mà có hiếu quá vậy, sao không có hiếu với bản thân mình đi, trời đất ơi, đúng không? Tức là thật ra là khi mình tôn trọng mình thì mình cũng đang tôn trọng người khác nữa. Ví dụ khi mà mình nè, ví dụ khi mình tôn trọng mình, chăm sóc bản thân tốt, mình trở nên ưa nhìn, thì người yêu của mình sẽ cảm thấy là à ok, mình có một người yêu ưa nhìn, mình có một người yêu khỏe mạnh, mình có một người yêu đúng deadline, mình có một người yêu có học thức tốt, mình có một người yêu có nhân cách tốt. Tốt mà, vậy là mình đang có một mối quan hệ lành mạnh và có một tình yêu đúng đó. Chứ anh sống với em nhé, anh bỏ tất cả vì em, đừng anh ơi, em lại. Đó, thì Long á, thật ra như vậy nè, đăng bên Long được hơn 2 năm, thì cách đây 1 năm trước Long là người như vậy. Trời ơi, đó. Cái cách của Long yêu trước đó là Long luôn là hết mình như vậy, mà đôi khi bỏ qua bản thân nữa. Và Long cũng bắt cái người đối phương cũng phải bỏ qua bản thân như Long. Thì về sau thì khi mà gặp Đăng thì ok, lúc đầu gặp nha, mindset nó bị choảng á, nó bị choảng rất nhiều. Long của bây giờ khác với Long hồi xưa nhiều lắm. Cho nên là đó, về sau thì Long mới quen được, Long mới hiểu thì ra cái cách này là cái cách của Đăng yêu. Và thật ra nha, trong một quan hệ thì mỗi một thời điểm mình sẽ break, mình sẽ có một cái điểm nghỉ để mình cùng nhau review lại xem là cái người hiện tại có phải là cái người yêu mà mình đang cần ở trong hiện tại và tương lai hay không. Thì Đăng với Long cứ review, và cái người mà review lại nhiều nhất là Long. Vậy là cái hashtag mà để hai người duy trì và cân bằng mối quan hệ là review đó. Review, hashtag review đó, mọi người review nhiều lên. Tức là mình cứ lâu lâu việc double check lại. Lâu lâu á, thật ra nha, Đăng biết câu hỏi này nó cũng hơi kỳ, hơi weird để hỏi người yêu của mình, nhưng mà tự nhiên lâu lâu không có chuyện gì cả, Đăng cũng qua hỏi anh ơi, anh nghĩ là thử coi em có đang là người anh đang cần ở trong tương lai hay không. Tự nhiên hỏi gì má. Nhưng mà somehow cả nhà ơi, những cái điều nó đến đột ngột, nó sẽ khiến cho mình phản xạ, mình tự check lại rất nhanh. Mình có cấn gì không ta? Rồi, tao có cấn gì với mày không? Cấn gì nhỏ này không? Cấn lục lọi bắt đầu nè. Vì phản xạ mà sẵn sàng lục lọi. Ồ, không thấy cấn. Ok, anh vẫn muốn em có mặt ở trong circle của anh. Đi tiếp nhé. Rồi, vậy thôi xong á. Đăng nghĩ cái đó, thật ra là cái đó của riêng Đăng, mọi người có thể suy nghĩ thử và lấy cái đó thử làm cái tip thử. Đừng có anh ơi 3 tiếng nữa, 1 ngày nữa tụi mình có một cuộc nói chuyện quan trọng với nhau nhé, đừng đặt deadline. Bụp một cái thử như vậy luôn đi, phản xạ sẽ cho chúng ta biết được đáp án gần như tương thích và chính xác nhất của cái người đó. Mình thấy một bài test á, nếu mà một người mà đang muốn bạn mình trả lời thật á về cái nhan sắc của mình á, hỏi bụp vô thẳng luôn, ê mày thấy tao đẹp không, hay là mày thấy tao có xấu không. Mà thường cái câu thứ hai á, mày thấy tao có xấu không á, là nhỏ bạn mình nó sẽ, nếu mà nó trả lời thẳng liền luôn, không má mày đẹp, là ok, mình đẹp, mình tự tin. Còn nó nghĩ một giây, nó chần chừ, không, tao thấy cũng được bình thường mà. Rồi là xấu rồi, đúng rồi. Là xấu nha. Là xấu thiệt, rồi đúng, đồng ý. Đó là cái mà bục chực. Đúng, kiểm chứng. Cái tip đó cũng có hiệu quả với người yêu nha, mọi người có thể thử nha. Hiệu quả có. Nhưng mà mình thấy Đăng cũng có kiên nhẫn nữa. Giống như nãy Đăng nói á, là hai cái mindset lúc đầu gặp nó choảng nhau, mà Đăng phải có cái sự kiên nhẫn để Đăng hòa hợp, Đăng thay đổi từ từ cả hai á. Chứ gặp Bin mà gặp một người mà có mindset choảng nhau á, là ta bay liền á, ta mệt lắm, ta không có thời gian thay đổi á. Bin biết là sao không? Tại vì Đăng nghĩ nó thật ra như vậy nè, tất cả nó đều có lý do. Thật ra là không ai bỏ hạt giống vào một cái giếng. Tại vì Đăng biết được là thật ra này không phải khen bồ, thật ra Đăng luôn nói với tất cả bạn bè và ngay cả mẹ, ba mẹ của không, mẹ của Đăng, gia đình của Đăng cũng biết. Thật ra Đăng luôn nói mọi người là tại vì Long là một người tốt. Ví dụ nha, người tốt, người giỏi và người giàu, Đăng sẽ chọn người tốt. Không giàu thì sao? Làm lụng, tích góp sẽ giàu. Không giỏi thì sao? Học hành, siêng năng, cần cù, bù giỏi, đúng không cả nhà? Còn người xấu, người tệ thì sao? Làm sao tốt đây? Cha mẹ sinh con chờ sinh tính, cái gì nó đã là cái tính nết rồi á, mình chỉ sống với người ta được 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng, 2 tháng, không bao giờ bắt người ta sửa đổi được vì mình. Đúng rồi. Chỉ khi người ta muốn sửa hoặc là người ta gặp một cái gì đó thôi. Cho nên á, Đăng sẽ luôn chọn người tốt, và Đăng đã define được Long là một người tốt kể từ khi mà, tại vì Đăng
đăng là một người để tia rất là kỹ nha. Tức là mọi người có thể nhận biết được cái người đó có tốt hay không từ những cái rất nhỏ, ví dụ cái cách người ta đối xử với lại người phục vụ hoặc là ba mẹ người ta như thế nào. Tại vì Đăng cũng đã qua nhà Long rất nhiều lần, Đăng sẽ quan sát cái cách Long đối xử với người nhà của Long và Đăng cảm thấy rất ổn, rất ok. Long nhà Long được giáo dục rất tốt, là một cái căn bản một người rất là tốt. Rồi mình sẽ bắt đầu mình xem coi là thường là trung bình cộng 5 người bạn sẽ cho ra cái người đó. Vậy thì Đăng cũng sẽ bắt đầu Đăng xem coi là bạn của Long như thế nào. Bạn của Long cũng là người tốt, người đơn thuần, cho nên là người đó là một người tốt. Thì một người tốt á, thật ra Đăng nghĩ là như vậy nè. Đôi khi á mình ngại, mình sợ, ví dụ đôi khi mọi người quen lâu á, mọi người sợ chia tay một người là vì mọi người sẽ không thể tìm thấy được người tốt hơn nữa. Nhưng mà đối với Đăng á là Đăng đã thấy được người tốt rồi, Đăng sẽ cố gắng gì? Đăng giữ và Đăng nuôi dưỡng. Đó là cái cách của Đăng, thì Đăng đã biết được Long là một người tốt rồi. Đăng rất là đúng rồi, Đăng kiên nhẫn. Không, thật ra là Đăng cũng sẽ có nhiều cái Đăng không có tốt chứ, hoặc là Long cũng như vậy, nhưng mà cùng nhau bồi đắp và cùng nhau hoàn thiện được thì cái đó vẫn rất ok. Nhưng mà quan trọng là Đăng thấy được là người yêu mình là một người tốt thì mình nên trân trọng. Đó. Thường những cái điều mà Bin cũng hay chọn người yêu á là kiểu giống như Đăng nói là cũng không có chọn người kiểu nghĩa là giữa ba người giống như là Đăng nói. Đúng rồi. Người cũng luôn chọn người tốt. Chính xác. Thì Bin cũng chọn cái người mà người ta dù có 10 người ta cho mình hết 9.9 á. Nói chung người tốt và người tử tế là ưu tiên. Người giỏi thì có người giỏi với người giàu á có thể trao dồi được. Nhưng mà nếu mà người đó vừa tốt vừa giỏi vừa giàu thôi, ta lấy luôn. Ta khỏi chọn, ta lấy luôn, ta đóng cọc luôn, nhỏ nào bay vô là tao gạt ra. Đó. Người ta nói là ba mẹ mà đẻ con mình ra mà con mình nên người là ba mẹ mình mừng lắm rồi. Đúng mà rồi. Giờ con mình vừa nên người mà vừa giàu, kiểu như giỏi biết kiếm tiền. Giỏi thì quá đã. 10 điểm luôn, nói gì nữa giờ. Đó, nhưng mà đó, nhưng mà nói chung là ưu tiên chọn người tốt với người tử tế. Tại vì rất là quan trọng. Đó là như vậy. Gần đây á, Bin thấy bé Đăng có share một cái WeChoice là Bin cũng muốn chúc mừng bé Đăng là mình được đề cử ở trong cái mục gọi là KOC Gen Z tiềm năng, đúng không? Thì cái đó một cái sự rất là tự hào, vinh dự đối với những người mà làm content creator như tụi mình. Tại vì WeChoice cũng là một cái giải thưởng lớn. Ok, bây giờ Bin sẽ làm cho bé Đăng một cái POV này nha. Bé Đăng thử tưởng tượng đi, nếu mà bé Đăng đạt được cái giải đó thì bé Đăng sẽ phát biểu gì, cầm cái cúp ở trên sân khấu. Rồi, POV đi. POV. Ok. Ok, rồi. Trời, thật ra là ok, thôi bây giờ mình tưởng tượng đi. Mình sẽ không thật ra thì là mày hết. Rồi. Mình đi trên sân khấu mình phải rớt rẻn. Rớt rẻn đúng không? Tưởng tượng rồi, ok. Rồi, check mic nè, 1, 2, 3, 4. Đăng rất là vui khi mà Đăng nhận được đề cử này. Và đây là một giấc mơ Đăng chưa bao giờ nghĩ là Đăng sẽ được may mắn có được cái chiếc cúp này. Và tất nhiên á là cái việc Đăng đứng đây, Đăng được làm nghề tới đây hiện tại và Đăng có chiếc cúp này, tất nhiên là không phải là chỉ có một mình Đăng mà có tất cả những sự ủng hộ của mọi người nè, và kể cả đồng đội của Đăng nữa. Chắc chắn một mình Đăng là không làm được gì. Đối với Đăng nha, cái câu mà Đăng rất là tâm đắc là gì? Một cây làm chẳng nên non, ba cây thì tụi này nên hòn núi cao đó cả nhà ơi. Tức là Đăng đi một mình không bao giờ Đăng đứng được và không bao giờ đi xa được. Tất cả Đăng có được nhờ hôm nay là đều nhờ vào đồng đội, cho nên Đăng cũng sẽ xin phép được gửi, được trao chiếc cúp này và Đăng được share cái niềm hào quang này cho tất cả các đồng đội đã vất vả thầm lặng đứng đằng sau Đăng ở phía dưới. Và Đăng cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ Đăng. Tuyệt vời, tuyệt vời. Nếu mà bé Đăng không là một KOC hay là không là một content creator hay là không là một influencer, nói chung là không có nằm trong cái circle mà làm nghệ thuật á, thì bé Đăng có từng nghĩ mình sẽ làm cái gì không? Đăng sẽ rất là muốn, một, Đăng sẽ rất là muốn làm spa cho thú cưng. Tại vì Đăng rất là Đăng có nuôi chó và Đăng rất là thích bạn của Đăng thì cũng ai cũng nuôi chó mèo hết trơn á, cho nên là Đăng rất là, nói chung là Đăng rất là yêu, gọi là cũng là tình yêu và động vật cái muôn loài đó. Nói chung là Đăng rất là thích chó mèo. Cho nên là Đăng nghĩ là một là mình sẽ mở spa thú cưng hoặc là những cái ngành công việc liên quan đến thú cưng này nọ để mình được tiếp xúc với lại các bé nhiều. Cái thứ hai nữa là Đăng nghĩ là Đăng sẽ muốn làm, cũng không hẳn là bác sĩ tâm lý. Bạn Đăng có làm nghề này nha, nhưng mà nghề này hình như là chưa có phổ biến tại Việt Nam hoặc là hình như là chưa có luôn á. Tức là họ sẽ dùng, tức là cái người này sẽ đóng vai trò là treatment cho
những cái người đang stress trong công ty. Cái nghề này gọi là cái gì vậy mọi người? Tâm ơi? Lý học. Cái người đó có một cái chức vụ, có một cái phòng ban trong cái công ty đó nha. Rồi, thì đang okay, muốn hiểu. Là cái người đó đang muốn nói chuyện với mọi người, đang thích như vậy, kiểu như vậy. Ừ, ok, để Bin về Bin cũng research thử thôi, chứ bây giờ Bin hiểu cái ý của Đăng muốn nói, nhưng mà cái từ chuyên môn, chuyên ngành đúng là cái gì cũng không biết. Chưa biết. Nhưng mà có một lần bạn Đăng kể với Đăng là Đăng rất là thích, Đăng nghe Đăng cũng rất là ấy một. Còn không chắc là nghề thứ ba là cái gì? Chắc đi làm bán tạp hóa. Buôn bán rồi thấy cũng có khiếu, cũng khiếu chốt đơn. Ok, có thể đúng không, đang làm luôn rồi cho nên là có thể là không làm cái này, có thể là tôi đi kinh doanh tạp hóa luôn. Bé Đăng đang làm là kiểu mình thông qua cái dạng mình buôn bán với tư cách là đại diện cho cái nhãn hàng đó. Còn cái kiểu bé Đăng là off mạng xã hội luôn, bán offline ở ngoài. Đúng, offline mà luôn, ta nhập về ta bỏ xỉ ta bán luôn. Như vậy kiểu bán gì bán, nói chung là mùa nào bán cái đó, có thể là bán trái cây, bán hoa, bán gì muốn bán gì bán. Quá okay, mà đó dịu dễ thương dịu. Ok đó. Người nào mà thấy người nào mà có tình yêu với thú cưng là con người đó sống có tình cảm mà. Cho Đăng hết. Nói chung là nếu như mà Đăng lướt được một cái clip nào của chó mèo á, Đăng sẽ kẹt ở cái kênh đó tầm khoảng cỡ 20 phút. Nếu cái kênh đó làm về động vật, về chó mèo, Đăng sẽ kẹt ở cái kênh đó tầm nửa tiếng đến một tiếng á. Và những cái clip mà chó mèo gặp tai nạn hay bị bạo hành đó, mình coi nhiều khi mình khóc á. Ứa luôn, coi nhiều khi mình ứa nước mắt luôn, ứa nước mắt luôn á. Không nhận. Đăng có nuôi một bé chó. Thật ra đối với Đăng á, Đăng tự nhận xét Đăng không phải là một người chủ tốt, vì Đăng quá bận để Đăng dành được nhiều thời gian chăm sóc cho bé đó. Thì Đăng phải thành thật á, là đôi khi á nha, Đăng cho bé ăn hoặc gì, trời, Đăng rờ vào hai cái bẹn xuống, Đăng thấy sụp cái một cái là Đăng buồn liền á, tự trách mình á, trời sao mà đến nỗi mình cái việc mà nuôi cho bé ăn đầy đủ cũng không làm được, quá tệ. Một người chủ tệ. Nhưng mọi người đôi khi là Đăng cảm thấy là chó của mình mà bị sụt kế là cảm thấy là phải chấn chỉnh lại liền, không được là để cái điều đó nha. Đó, cho nên là rất là cảm thấy xót. Thiệt, coi clip mấy cái clip chó mèo này nữa. Nói chung nếu clip đó vui, trời, clip đó mà vui nha, thì có thể là kẹt cái kênh đó là nửa tiếng, một tiếng không ra được luôn, là coi hết cái clip của cái kênh đó luôn. Giống như là Đăng cũng có follow những cái ví dụ vitamin mèo nè, bà mỹ diệu đó đó, xong rồi cái nói chung là cũng có nhiều kênh. Còn mấy cái clip mà về chó mèo mà kiểu buồn chút xíu á, là tức là Đăng, tại vì Đăng coi Đăng buồn á, Đăng sẽ lướt rất là nhanh. Mình không muốn mình bị buồn á, mình lướt kiểu nhanh lắm, không có dám coi nhiều. Rồi nãy ngồi nói chuyện với Đăng cũng biết được thêm nhiều cái khía cạnh, những cái góc mà đó giờ chưa có thấy bé Đăng share trên mạng. Bin nói đến đây, chào Đăng, xin phép Đăng được Đăng biết là Bin á lít cái bộ câu hỏi này ngày hôm nay, nhưng mà nhờ cái câu nói này của Bin thì nó lại mở ra thêm một cái câu nhỏ nữa. Thôi ra Đăng cũng nói phần này rất nhanh thôi, đó chính là mình là người sáng tạo nội dung, mình là người lên trên mạng, mình sống trên mạng nhiều, mình sống ở ngoài đời thật nhiều và mình cũng sống trên mạng nhiều. Mọi người cũng biết ai cũng sẽ có hai như vậy, thì chúng ta sẽ có hai cuộc sống đúng không? Vậy thì thường á, cái cuộc sống Bin có nghĩ là cái cuộc sống trên mạng á là Bin chỉ đang show ra cho những cái người ta muốn coi hay không thôi không? Hay là Bin đang show đúng với những cái gì mà là Bin đang nghiêng về phe nào hơn? Và Bin nghĩ là cái nào nó sẽ thuận tiện cho mình? Bin đang show, nếu mà là Bin á, là Bin đang show đúng những cái gì về Bin á. Tại vì có những cái mà Bin đăng tải lên, có nhiều người ta cũng không hứng thú nhiều. Đồng ý. Nhưng mà mình thích cái đó, tại vì đó là mình. Hiểu. Cho nên là theo cái câu hỏi của Đăng, nó có hai team. Thì Bin nghiêng về cái team là mình show lên mình là cái gì thì mình sẽ show lên cái đó. Hiểu. Rồi, vậy thì á, Đăng cũng sẽ share ngược lại cho Bin luôn. Đăng thuộc team thứ ba, là biết team cái gì không? Team là mình. Thật ra như vậy nè, vì công việc này của Đăng á, Đăng xác định là Đăng làm á, là Đăng tạo nội dung cho người xem của Đăng. Nhưng thêm một cái nữa là kiểu như giống như là vì công việc nên là Đăng sẽ sống cùng với nhãn hàng, nên là Đăng sẽ làm những nội dung mà Đăng nghĩ là người ta sẽ thích coi, nhưng nội dung đó phải là mình. Nhưng mà Đăng sẽ có thêm một cái móc phụ thuộc nữa, là Đăng phải biết được rằng là cái đó người ta thích coi, người ta muốn coi mình ở cái khía cạnh đó. Vậy thì nếu như Đăng hơi không thích cái đó lắm, nhưng Đăng sẽ chịu khó khai thác, miệng cái đó vẫn là Đăng. Là Đăng sẽ thuộc cái phe thứ ba, tức là một cái phe ở giữa là máu hai cái đó lại. Không, nếu mà nói theo kiểu Đăng thì Bin cũng có thể ở trong vị trí đó cũng hợp lý. Nhưng cũng mà hay mà. Đúng rồi, nhưng mà cái máu ba đó thì nó rất là nhiều á. Nói chung là Đăng đã làm từ những cái đó rồi. Và Đăng thì thật ra Đăng cũng ít khi mà Đăng cũng chỉ share những cái mà nó ở trong phạm vi của mình thôi, chứ thật ra Đăng ít khi mà Đăng share những cái nó liên quan đến quan điểm cá nhân ở trên mạng lắm. Thì thật ra là mạng nó là một cái cổng mở, mà nó mở đến cái gì thì mình cũng không biết. Nên là Đăng ngay từ khi mà Đăng bắt đầu Đăng học vô trường á, tại vì Đăng học trường sân khấu, một cái câu Đăng đầu cái một cái bài học đầu tiên Đăng được dạy đó chính là hãy giữ miệng. Công nhận nha. Giữ miệng của mình.
kiểm soát của miệng của mình tốt, nó sẽ ngăn ngừa được rất là nhiều kẻ thù và rất là nhiều những cái mối đe dọa. Cái đó là nghiêm túc nha. Giữ miệng là giữ thân và giữ cửa cho bản thân mình đó. Giữ miệng á mọi người, tất cả mọi điều là từ cái miệng của mình, hoặc là từ cái cách mình show ra ngoài. Cho nên là đang rất là giữ những cái nào mà đang cảm thấy à đang vui và nó ở trong. Thậm chí nha, đôi khi á có những cái mình vẫn rất là tích cực, nhưng mà tại vì đôi khi mà sẽ có một cái cộng đồng kiểu họ luôn luôn họ đôi khi họ hơi toxic á, nó chuyển biến nó lật thành một cái gì đó mình không hề biết luôn. Đến khi mình đã giữ tới như vậy rồi mà nó còn chuyển biến được tới như vậy thì mọi người nghĩ xem là những cái người mà họ show cái cá tính thật quá mạnh, họ còn bị chuyển tới mức độ như nào nữa. Và đang là một người thật sự, vì là mặt trăng là sử nữ mà rất là sợ bị đánh giá. Mình đánh giá người khác, mình phán xét người khác thì ngược lại sao, mình cũng sợ bị đánh giá. Nên đăng cũng rất là kiểu cái đăng cảm giác cái cung mặt trăng của đăng bảo vệ đăng á. Bảo vệ, tại vì đăng trước khi đăng làm cái gì đó là định hình rất rõ, đăng chạy đường dây rất nhanh nha. Cái này liên với cái này, nó có ra được cái gì không, nếu nó có ra được cái tốt xong mà mình liên thừa luôn, mình nghĩ quá, mình overthinking lên luôn. Mình kiểu là ok bây giờ tao liên thêm mấy cái nữa, bụp an toàn hết đúng không, cổng này ok, không cổng nào hết rồi làm. Còn nếu như nó bị stuck ở một chỗ nào đó, đăng cancel luôn. Thà thật ra nha, đăng đi lập bài tarot, người ta nói là đăng một người rất là nhét và quá cẩn trọng ở mức cần thiết, thì cái điều đó là cái điều bảo vệ đăng, một cái điều đó là cái điều giới hạn đăng luôn á. Nhưng mà đối với đăng thôi, thà là nó có điều đó còn rõ hơn là mình bị vô tư quá. Đúng, đồng ý. Đến với một cái signature question, đó là một cái câu hỏi signature ở trong cái series này, ai cũng được hỏi hết. Bin muốn hỏi mấy đăng là nếu cho mấy đăng quay một cái clip như là một cái story thôi, giống như là cầm cái điện thoại quay gì nè, quay trước mặt mình vậy á, thời lượng là 24 giây để gửi cho bản thân mình 24 năm tới, thì mấy đăng muốn gửi cái gì? Chắc cái câu này phải là 10 giây nha, tầm cỡ 10-15 giây gì đó. Ok. Bấm giờ nè. Bấm giờ, đăng ơi, cũng đã rất vất vả rồi, đến cái tuổi này rồi, 24 năm nữa chắc cũng, ấy là già về độ tuổi thôi nha. Chứ có thể là cũng cố gắng là dưỡng cho cái tuổi trẻ này được, nhan sắc này cũng cố gắng kéo dài thì đó. Xài tiền đi. Đó, sung sướng hoang phí tí xíu đi, không sao đâu, miễn cái đó nó vô người mình là được, đừng tiếc. Và cũng đã rất ok rồi, thôi enjoy nhé, chơi vui nhé, đi chơi đi, làm gì đó đi, du lịch đi. Đó, đang sẽ nói vậy. Ok, chăm chỉ đủ rồi, xứng đáng để hưởng thụ đi. Đúng rồi. Đi chơi nhiều vô đi má ơi, má đi chơi ít lắm, đi chơi vô đi má, kết bạn đi. Ông nhìn thì thôi, đang đi chơi ít lắm á, đấy là đi gặp bạn thì nhiều, nhưng mà đang không thật sự đi chơi quá nhiều. Trời ơi, thật ra là đang là đôi khi nha, đang chỉ hướng ngoại với những người đang thật sự thân, chứ đang cực kỳ im đối với những cái đám đông, mà đặc biệt đối với những nguồn năng lượng đang cảm thấy bị xa lạ hoặc chênh lệch hoặc không an toàn là đang núp luôn á. Đang giống Bin á, Bin là hướng nội với hướng ngoại tùy hoàn cảnh á. Đúng rồi. Giống như bây giờ nha, ví dụ ngồi với Đăng nè, có thể là Bin đang hướng ngoại, Bin đang mở lòng, Bin đang open nha. Mà thí dụ Bin nhận được một cái lời mời đi một cái event mà Bin chỉ có một mình Bin đi, là Bin vô đấy, Bin ngồi im một mình, Bin bấm điện thoại nhiều đôi, cái lúc Bin sẽ để tai nghe luôn á, tại vì không có dám tiếp xúc với nhiều người xung quanh. Còn ví dụ mình gặp bạn mình cảm là ok thì quá may rồi. Nói chung là nếu như mà hướng sẽ hướng cực kỳ hướng ngoại luôn, má tao nói điên luôn á, quậy điên luôn, nếu như mà gặp đúng rồi đúng bạn của Đăng là được, nó cỡ nào nó cũng chơi hết trơn á, chỉ cần là cái đám Đăng không ngại, Đăng cũng không ngại luôn. Đúng rồi. Còn nếu như mà lạ hoặc là cảm thấy mình không an toàn á là trốn luôn á. Đó, chứ đang coi kênh Bin có mấy cái mà Bin đang sầm sàm mà nguyên một cái nhóm Bin nó quậy á. Chỗ nó quậy điên luôn. Là Bin là cái người bày đầu rồi dẫn dắt tụi nó quậy y chang vậy luôn. Mọi người ơi, cái thời mà hồi đó lúc mà Đăng còn một năm trước, cái đám của Đăng còn chơi á, má tụi tao cũng, mà tao nói bây giờ đỡ rồi, mấy má giờ mấy má cũng therapy, mấy má cũng aesthetic rồi, mấy má cũng đỡ, mấy má cũng storytelling, mấy má cũng lifestyle, mấy má cũng ngồi yên rồi. Chứ hồi đó thử một năm trước coi, tao nói hả, TikTok ban clip hoài là cũng tại vì là dính policy quậy quá đó. Quậy quá thiệt. Dính policy, ta nói hả, đi quay clip, ý là gọi là đôi khi nha, giỡn hớt bình thường không nói rồi, đi quay clip người ta booking mà còn ta nói la làng, leo lên bàn, rồi kéo, rồi dặn động, kéo chân. Trời. Cảm ơn bản thân đã trưởng thành nhé. Quậy đủ rồi. Không, nhưng mà nói chung là đang vẫn muốn quậy. Đang muốn vậy. Nói chung là cái năng lượng này gọi là yêu mến mỗi cái năng lượng. Thôi, có cái mindset này cho nó trẻ lâu. Trẻ lâu, đúng rồi, trẻ lâu. Nhưng mà càng lớn thì kiểm soát cái hành động của mình lại, kiểu vậy, cho nó thích hợp tùy hoàn cảnh. Lúc nào quậy, lúc nào làm. Thời lượng của tập ngày hôm nay Bin nghĩ chắc cũng đã đủ.
Cảm ơn bé Đăng hôm nay đã làm khách mời đặc biệt góp mặt ở trong tập 9. Ừ đúng rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tập này, theo dõi Bin và bé Đăng từ đầu cho tới cuối. Và đặc biệt cảm ơn những các bạn mà đã theo dõi cái series này từ tập 1 cho tới tập 9. Và có thể là các tập ở đằng sau với những khách mời khác nữa. Rồi nói chung là Đăng cũng rất là vui khi mà ngày hôm nay là Bin mời Đăng tới đây để nói chung là cũng giống như là Đăng nghĩ lúc đầu cũng hơi căng thẳng, nhưng mà về sau là kiểu giống như là cái này cũng giống như một cuộc nói chuyện của bạn với mình, hai người bạn với nhau á, kiểu mình cũng được trải lòng rất là nhiều thứ mà mình trước đây mình cũng chưa bao giờ nói. Thật ra cũng có những câu chuyện lần đầu tiên Đăng nói với Bin là lần đầu tiên luôn á. Ừ đó, nên là Đăng cũng rất là trân quý cái dịp này và Đăng hy vọng là mọi người sẽ luôn ủng hộ Bin và cũng như là ủng hộ Đăng nữa đó, và coi hết tất cả nội dung mà tụi mình làm nha, tại vì tụi mình đã rất là dành nhiều cái tình cảm đặt để trong đây đó, cho nên Đăng với Bin cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Ok, hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo với lại một khách mời mới, còn bây giờ thì tạm biệt, bye bye mọi người, bye bye.